Chương trình cài mới tiếp nối với dòng thông tin được đăng tải trên các trang báo. Trước hết là một thông tin liên quan đến lĩnh vực bất động sản đáng quan tâm trên báo Việt Đó là Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng cho phép tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là không quy định về sở hữu nhà chung cư có thời hạn trong dự án luật nhà ở sửa đổi, nhưng có bổ sung làm rõ các nội dung về thời hạn sử dụng các trường hợp phá dỡ nhà chung cư trong bài viết của mình báo việt nam net cho biết bộ xây dựng trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi người dân vẫn được sở hữu nhà chung cư chỉnh viễn. tuy nhiên luật sẽ bổ sung làm rõ các nội dung về thời hạn sử dụng các trường hợp phá dỡ nhà chung cư làm rõ trách nhiệm của các chủ thể có liên quan khi phá dỡ cải tạo xây dựng lại nhà chung cư để có cơ sở xử lý giải quyết tháo gỡ các trường hợp đang gặp khó khăn dướng mắt trên thực tế hiện nay Đưa tin về lĩnh vực y tế, báo tuổi trẻ cho biết, sau một thời gian dài dịch bệnh được kiểm soát, mới đây tại trường trung học cơ sở Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, đã xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19. Ngay khi được phát hiện, công tác phòng chống dịch đã được triển khai khẩn trương, không để dịch bệnh lây lan. Theo báo tuổi trẻ, ngoài trường trung học cơ sở Khánh Yên, đến thời điểm hiện tại các trường học và trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai vẫn chưa phát hiện thêm ca mắc COVID-19 mới. Công tác khử trùng tiêu độc vệ sinh môi trường đã được Trung học cơ sở Khánh Yên phối hợp với Trung tâm Y tế huyện thực hiện. Các ca nhiễm COVID-19 được thực hiện cách ly tại gia đình và tham gia hình thức học trực tuyến. Đối với các khối lớp, nhà trường duy trì hoạt động giáo dục bình thường nhưng tạm dừng các hoạt động tập thể. Huyện Văn Bàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, Diện vệ sinh dịch tễ trung ương thuộc Bộ Y tế vừa có công văn gửi các địa phương về việc tiêm vaccine phòng bài liệt vaccine IPV cho trẻ chưa tiêm đủ hai mũi vaccine có thành phần bài liệt. Đối tượng tiêm là trẻ em sinh trong năm 2021 và năm 2022, thời gian tiêm là vào quý 2 năm 2023. Nguồn vaccine phòng bài liệt do Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng Gavi triển trợ. Hiện vật tư tiêm chủng bao gồm bơm kim tim và hộp an toàn đã được phân bố đến các tỉnh. Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, cuối tháng 3 năm 2023, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Quỹ Di đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã có thư gửi chương trình tiêm chủng mở rộng, đề nghị tăng cường các hoạt động tiêm bù mũi vaccine bại liệt cho trẻ chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đủ mũi năm 2021, 2022 nhằm tạo miễn dịch đầy đủ trước nguy cơ cao dịch xâm nhập vào Việt Nam. Việt Nam đứng đầu về số du học sinh ở Hàn Quốc là tiêu đề một bài viết trên báo VnExpress.net. Theo nội dung bài viết tính đến hết tháng 1 năm nay, số sinh viên quốc tế nhập cảnh vào Hàn Quốc là hơn 205.000 người, tăng gần 8.000 so với năm ngoái. Trong số này, sinh viên mang quốc tịch Việt Nam là 70.212 người, tiếp tục đứng đầu về số sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc kể từ năm 2021 đến nay. Cũng theo báo VnExpress.net, xếp thứ hai về số du học sinh ở Hàn Quốc là sinh viên Trung Quốc với khoảng 64.000 người. Trong top 5, còn có sinh viên Mông Cổ với hơn 12.600 người và Uzbekistan với hơn 11.900 người. Các quốc gia khác như Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Pakistan, mỗi nước có khoảng 1.000 đến 5.000 sinh viên đang theo học tại Hàn Quốc. Hiện tại Hàn Quốc cùng với Nhật Bản là điểm đến du học lớn nhất của sinh viên Việt Nam. Các nước khác như Mỹ, Australia số sinh viên người Việt dao động trong khoảng 20.000 người trong top 5 về số sinh viên quốc tế.